nhìn trong camera là tôi thấy hai anh chị muốn ăn cắp đồ quán tôi rõ ràng. Ủa, khách vô không đón khách, tự nhiên đợi khách ăn cắp rồi mới ra đón khách là sao? Trang, em có món gì vậy Trang? Em có món tôm tích. Đâu, tôm tích đâu? Tôm mất tích á, tôm mất tích á. Mấy cái món này á là mấy người phước dày mới được ăn. Dạ, chúng ta đều dày, chúng ta dày cui à. Mà nó ngon, mà cái cảm giác em ăn giống như là hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên cái hàm răng em được sử dụng một cách mà hợp lý á. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc, giờ cho xuất sắc tới nóc luôn. Về cho bưng cái này về được không, mất kệ đẹp nào, mất kệ. Trời ơi, em bưng cái chậu bông này về được không? Cái đồ điện máy là thích xanh. Anh thích đồ điện máy ghê ở nhà không ai. Không, em muốn bưng mấy cái lát gạch này về ốp cái nhà. Ủa, mà xác định chưa là đi ăn hay đi ăn cắp đồ? Phải đi ăn rồi cắp về chứ không phải là mình tách ra, chứ đừng để nói chung là nó ăn cắp nó kỳ lắm. Ủa, nó nghe nè, mà sao cái quán gì đâu mà không có chủ quán, không có đầu bếp, có nhân viên gì để mình order vậy, kỳ vậy? Không, quán này nó ngộ ha. Nó nghe nè, đi vô nhà thấy bốn cái tô trước mặt là mừng à. Nhà người ta có đồ mỹ nghệ đá hoa cương là mừng á. Muốn đem về nhà. Bây giờ lấy cái nào chốt đi, em lấy mấy cái đèn và lấy cái tô nha, em lấy cái đèn gắn cái phòng ngủ. Ê, em ơi, đi về đi. Em chủ quán tới em ơi. Khoan, công an đã bao vây hết trơn rồi. Ủa, công an bao vây hết trơn rồi. Có làm anh chị lại đây. Có làm cái gì sai thì nói chứ tự nhiên. Tại sao mà anh chị mà đột nhập vô quán tôi mà không có xin phép gì hết trơn vậy? Đâu có đột nhập mở cửa tự nhiên cái kêu không ai ra, tự đúng tính rồi. Nấu ăn luôn á. Cửa không khóa, đèn thì mở, quán không hề tắt đèn, thường tắt đèn mới là không có nhà. Còn ngày mở cửa này kia là có nhà, ta mới vô. Do mấy anh chị không phục vụ. Đi đâu? Anh chị đừng có nói vậy. Không có thương khách. Tôi nhìn trong camera là tôi thấy hai anh chị muốn ăn cắp đồ quán tôi rõ ràng. Đang coi phải coi là hẳn hồi ra tính như nào. Tính như là lấy cái đi là phải chặn lại liền. Ủa, khách vô không đón khách, tự nhiên đợi khách ăn cắp rồi mới ra đón khách là sao? Mà cái đó là khách thúc ta... giục cho khách muốn lấy đồ hay đúng sao? Rồi, tạo điều kiện cho khách trở thành những cái người mà không tốt. Như là chủ quán không tốt rồi. Bởi vậy tâm sinh tướng á. Anh Khương à, thì anh giúp đỡ em đi. Kiểu giống như là đầu tiên em mở quán à, mình tới là mình ăn uống với nhau, quan trọng là vui vẻ, chứ không phải mình tới đây để mình gây lộn, hiểu không? À, mình vui, mình gây là một tiếng rưỡi luôn á. À, Trang, em có món gì vậy Trang? Em có món tôm tích. Đâu, tôm tích đâu? Tôm mất tích á, tôm mất tích á. 2,5 triệu hay là 6 triệu, 2,5 triệu gì? Sao mà khoảng cách quan xính nè? Bây giờ một là 2 triệu, hai là 3 triệu, sao mà lại là khoảng cách từ 2 triệu cho đến 6 triệu là sao? À, như là 2,5 triệu một là đến 6 triệu. Lẹ quá trời. Ký là 4 lạng hả? Ơ, đã gì nó nói gì ta? Đã gì nó nói gì ta? Thôi không, mình quên đi ha. 4 cái. Không, nhưng 4 á. Và ra là làm cái miệng sai như là ăn đúng sai như luôn á. Cái chất ăn là biết bầu ngư liền luôn. Ủa, anh nói cái gì mà nó có tính xây dựng lên được không anh? Ký là bầu ngư mà nó có cái chất bầu ngư là sao? Mà nó ngon, mà cái cảm giác em ăn giống như là hai mươi mấy năm nay lần đầu tiên cái hàm răng em được sử dụng một cách mà hợp lý á. Mấy cái món này á là mấy người phước dày mới được ăn. Dạ, chúng ta đều dày. Chúng ta dày cui à. Món này đủ thỏa mãn chưa ạ? Quá xuất sắc. Quá xuất sắc, giờ cho xuất sắc tới nóc luôn. Tới nóc à? Cua hoàng đế.